Xin kính chào toàn thể các bác ạ. Hôm nay bên em xin giới thiệu với các bác là cái mẫu loa siêu trầm nhập khẩu của công ty CF với mã sản phẩm là CFCA118S. Đây là loa siêu trầm nha. Bass 18 inch, Việt Nam mình hay gọi vui là bass 50. Hàng nhập khẩu chính hãng. Có chính hãng tem bảo hành của công ty nha. Tem xong mình cũng là nguồn gốc xuất xứ này. Và tem logo nhận diện thương hiệu của CF cá heo hàng đầu tại Việt Nam. Cái logo này là có thể xoay được. Đấy. Xoay trái xoay phải. Rồi thì đây là cái mặt trước và bên cạnh này nhá. Cái thông số của cái dòng này thì rất là khủng rồi. Cao to đen. Đấy. Đen rồi nhưng mà rất là thơm, không có hôi. Em sẽ quay cho các bác xem là cái phần sau, cái phần đấu dây nhá. Thông số đây nó hơi chật tí. Thông số đây các bác này. Đáp tuyến từ 40Hz đến 300Hz. Độ nhạy 99dB. Trở kháng 8 ohm. Đó, rất là khê. Đó. Nhìn trông này thôi là khiếp rồi. Con này công suất để mà đánh được cái loa siêu trầm này là 700W các bác nhá. Và có tem QR code này các bác này. Tem bảo hành của công ty này. Đầu vào là sử dụng hai giắc cắm điêu trích là 4. Tem seri email các bác đã xem này. Rồi. Ok. Thì em sẽ setup lên và test thử mời các bác cùng xem nha. Ok. Thì cấu hình em đang test đây là một chiếc súp xe 118S nha. Và một chiếc loa xe F. Mẫu là TBK12+ phiên bản cao cấp chuyên dùng cho ba karaoke vũ trường và phòng hát chuyên nghiệp. Các bác chơi gia đình cũng rất đẳng cấp luôn. Rồi thì bây giờ em sẽ test nhạc lên mà các bác cùng nghe thử nhé. Bài nhạc có bản quyền và các bác xem con súp này nó đánh như nào nhé. Đây là đang đánh là một chiếc súp và một chiếc full để gần nhau. Không gian ở trên công ty khá chật nên quay hơi rối loạn một tí. Vậy các bác nào quan tâm đến sản phẩm loa siêu trầm CFCA118 này thì vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả để biết thêm thông tin về sản phẩm cũng như là phương thức đặt hàng, giao hàng và thanh toán các bác nhé. Vì thời gian hạn hẹp nên là em chỉ test nhanh một đoạn nhạc như vậy thôi. Con này công suất trung bình để mà đánh là 700W và công suất tối đa các bác nếu mà đánh một phát cho cháy luôn là 1400W. Hãy đánh một phát cháy luôn là 1400W các bác nhé. Bass là 18 inch thì sau đây em sẽ cố gắng cho một số hình ảnh vào để các bác xem thử. Đấy, xem thử. Chứ còn bây giờ tháo ra rất nick kích, thời gian là hạn hẹp. Thì em sẽ mời các bác xem qua một số hình ảnh của cái loa siêu trầm này các bác nhé.